cái cầm dây. Làm gì đó? Anh làm gì đó? Cái điện thoại em thử xem là. Cái điện thoại đó rồi. Bắt chụp tóc rồi bắt. Thì thông qua em mở không được. Không phải hả? Mở không được. Kinh vậy. Mẹ thêm râu cho mấy bạn nam nha. Kinh vậy. Cũng kinh vậy đó. Cũng kinh như nhau thôi. Ôi, anh cười. Thử giải cho nhau rồi kìa. Kinh gì? Không biết. Chị Như. Vâng. Dễ mẻ vậy đó. Dễ mẻ thì nó khói. Cho cái mặt màu xanh lên nha. Mặt màu xanh lên nha. Màu xanh.